Xin chào các bạn, mình là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Giao Quan Vũ, đồng thời kiêm thợ sản xuất và kiêm shipper luôn. Thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu dao rất là chất lượng. Đó là dao bút. Thép M390. Thì đây là một cái sản phẩm mà bên mình rất là làm ra rất là kỳ công, cũng như biết rằng anh em rất thích bởi vì nó rất là nhỏ gọn, vô cùng nhỏ gọn. Vì thế nên mình đặt tên thì nó là dao bút, nó như một cái bút để cài trước cái túi áo của anh em thôi, vô cùng tiện lợi. Đây chi tiết về nó. Toàn bộ lưỡi dao, toàn bộ các cái lưỡi dao của con dao này được làm bằng bột thép M390 anh em nhé, vô cùng sắc bén và giữ cạnh rất là tốt. Thiết kế của con dao này thì cũng bình thường thôi, cũng chẳng có gì nổi bật cả. Nó rất là gọi là giản đơn. Làm cái kiểu rất là đơn sơ giản đơn, nhưng mà chủ yếu của cái con dao này chất lượng thì nó là cái chất thép M390. Lưỡi của nó rất là bén, vô cùng bén. Thì mình sẽ nói thêm về cái chất thép M390 này một chút để cho anh em nào chưa biết. Con dao này có tổng chiều dài là 20 cm, này mình đo cho anh em xem nhé. Đến đây là 20 cm. Thì con này cũng có trợ lực để mở bằng một tay, nhưng mà khi đóng lại thì mình khuyên anh em nên dùng hai tay nhé. Sáng ngày mình có đóng bằng một tay, nó chơi phát vào đây mất tí tiết canh, vì khi mình đóng một tay nó sẽ bập lại.